Hay nè, lượt thăm mấy anh chim được đầu tiên ha nè, dính ở đây được con nghịch nè, gió lùa lứ dữ quá chắc tụi nó sẽ tè le hết quá. Cây mẹ đây không quan trọng đâu, giờ em giờ cứ tập trung vô công việc, mấy con gà mấy con ơ đồ mấy cái tại con nó bự. Nãy giờ em được ba con gà, hồi chiều ra tém được con, rồi hồi nãy hỏi được con gà trống đen thùi xì lì luôn, đã lắm. Để hỏi gì, anh quen em xem con gà trống, con gà đó gà tháng 3 xiềng rồi, cái mồng nó mới vừa thụt xuống luôn mà đấy, đang xì lì vậy. Em chụp gà em hết hồn luôn, ủa sao cỡ này cỡ tháng 8 mà còn mấy ông này nữa trời. Ở qua đây cái đầu đi xong rồi qua gỡ cho lưới bên kia, giết được con cò với con gì má, lưới để giết gió mấy giết bành trành hết chứ còn con mẹ gì nữa đâu, giết con gà còn có gì cả, giết con gà lưới đây cả, con cò treo cổ chết cả bà mẹ cha nữa. Tôi hú không con, tôi hú tưởng con gà chứ làm hú hồn chim én kìa, chính tôi hú kìa, tôi hú nằm toàn ten nè, gần gần lưới hú nè, bao nhiêu anh dính đồ mới được đây, con nghịch nữa nè. Ủa, bỏ cái vỏ này ở đây đi má, sao nó gãy thế mà má. Hy vọng ông Dượng tôi ông Dượng hai ông đừng xem coi mấy clip này, nó cây cối nó ngã tùm lum hết trơn nè, chim đông nó tông giết không còn con mẹ gì hết. Làm đây được bà nghịch nữa nè, trời trời hú hồn. Tưởng đâu là nãy giờ đây con gì cắn cái giò anh chứ, ai hỏi anh đi cục giò, trời ô trời ô là trời. À, sắp cái nọc rồi kìa, gió nó ngã lưới hoài, thấy ghét quá. Quay clip nó hơi lắc lắc, anh nhiều khi anh em không cảm em ha, tại quay bằng cái đầu lấy điện thoại đây mà thì nó hơi rung lắc xíu, hình ảnh nó không đẹp. Mình hú mình giờ này mà được con hú là thấy ấm rồi đó anh em. Tại đây đây tới sáng kiểu gì cũng có chim, hú dính sớm là ngon. Chỗ anh em mấy nay gió nhiều không? Mà em nghĩ là chó cũng nhóc chứ không nhiều. Dòng vô tháng gió bắc này mà ở đâu không gió, ai chỗ nào cũng như chỗ nào à. Chỗ anh em gió ầm ầm thì chỗ em má dính gì trời, chỗ anh em mà gió ầm ầm thì chỗ em cũng ầm ầm gió à. Má được che cái cánh rồi kìa, tới nó mau. Dính toàn đủ nó cục giò què quặt gì không, tính sửa lưới mà cái này chắc khỏi sửa lưới luôn rồi, sửa gì nữa rồi sửa. Mấy con này chắc hồi nhỏ nó bị đi đi chắc bị con này con kia cắn quá, không bị cắn thì chuột rồi nó cắn, lúc còn nhỏ bị chuột rồi nó cắn, sống sót được tới giờ cũng hên cho mày. Thôi để gặp anh nam quá kiếp cho sao kiếp sau làm lại con chim lành. Ừ mày chưa chết hả, trời trời dính đâu mà máu không á trời, thấy ghê không. Thank you.
ở đâu mà nó máu máu me tè lè tè tét không. Đây gà được 3 con rồi đó. Đây con tôm hú nữa, chứ con tôm hú nữa tưởng con gì, mai đi mua cây nữa ra dăng thêm lưới đây dăng cho tan nát ở đây hết khu này luôn. Đây nghe anh em à, đây, đây được con tôm hú nữa nè đó, rồi để đi vòng đây thăm thêm đây là tới sáng có gì thêm quay thêm anh em mình xem, anh em mình cùng xem chơi cho vui 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 giải trí ha. Bây giờ được mấy con gà anh em ơi, được 4 con gà gì rồi mà giờ đói bụng quá trời đói bụng mà. Giờ vô mình chuẩn bị nấu mì nấu ơ gì ăn thôi, để em gắn ở đây. Anh em tối ra đồng đói bụng thường đem gì ai thường ăn. Em thì hồi đó chạy bãi đó, chạy chạy bãi mà đánh bà con quắc cái bông ơ rồi đó. Ây da, trời sao đó nghiêng thế nha. Để em tiện trang đi qua đây coi. Em hồi đó thì đi đánh quắc đó, mua hộp gà để tôi ăn, mua nhiều khi ngang cái tiệm nhang chợ đó rồi mua hộp gà để tôi ăn, chứ giờ đem cơm mà để dưới để mua ba cái cơm hộp để tôi ăn không được. Còn không thì muốn ba với một gà, mà muốn ba ăn xui quá, muốn ba mấy lần là về toàn được có 2 con quắc, ông muốn quắc 4 5 con quắc không à. Ví dụ bữa mình đánh đâu 5-10 con nữa phải không, 7 con 8 con gì đó, mà muốn bao mấy lần là muốn bao 3-4 lần gì á, mà ăn toàn là giờ có nhiêu 3-4 con như không chết là không được rồi, bởi ăn xui quá nên không ăn bao nữa, còn hộp gà nướng gì ăn không à. Ở đó cầm cự sáng đầu về ngang chợ đó làm tôi cháo, làm tôi cháo trai 8.000-10.000 gì đó, tôi chơi với mấy cầu thủ 10.000 hay 12.000 đó, 12.000 đúng rồi, tôi cháu tôi chơi 10.000 với mấy cầu thủ nữa 12.000 ấm cúng luôn. Đây nè, hồi bữa em mua tủ lạnh cho ta cho được cái ấm điện nè, mà xài sẵn coi thấy gì lấy ấm điện đem ra đồng nấu mì ăn luôn. Tìm ăn ở cái trại, ở cái trại này quen rồi, giờ nó đi chỗ khác không biết làm sao đây. Ở cái trại này cái giống đất gì cũng có, cái này là sống sót rồi. Bữa nay sống sót là nhờ cục nem với cục bì nè, cục bì với gói mì nè, cầm tự tới sáng đó. Nhà em thì cách đây có chừng 200-300 mét gì à, ra vô thì chừng 400 mét gì đó, mà là biến đi ra vô ăn cơm về có mở cửa nhà nữa. Ở em ở đây thì mấy ông nhỏ nó quậy quá chịu không nổi. Hồi xưa đường xá chưa có thông thương đó, đường xá hồi xưa nó chưa có thông thương đó, là đã nói anh em nghe, xe đậu ngoài đường thoải mái luôn. Bây giờ đường xá thông thương đó, trời ơi bắn chó bắn gì quá trời. Bây giờ đi trong sớm sớm mấy chục cái nhà mà có mấy chục có trăm hơn cái nhà mà đếm chưa được 30 con chó nữa, nuôi ra rồi là không đủ mấy ông cơm ông bắn nữa. Ồ, được rồi. Còn ấy không hả à? Tưởng còn anh em không hả à? Tưởng đâu cục bì cục nem chứ đó, thì như đây là không có cái sáng đó. Mới sửa lưới lại xong, em mới vừa sửa lưới xong đó thì mới gỡ được mấy con nghịch gì đó, nghịch lọt lưới quá trời rồi. Mới vừa sửa xong á thì gió làm cái mù rồi xong cái gì thôi, thấy là mặn gió sửa cho hồi gà nó cứ ớt rồi nó đâm nó đỡ ớt ăn làm hợp gì luôn nghe anh em. Em ăn cũng hơi cay cay thì ớt đem làm hợp gì nè ăn, ví dụ ăn có mì 3-4 trái ớt gì đó, 4-4 trái ớt gì đó. Bảy sáng ở chim ở cò được chơi ớt là ăn cũng im lắm, cũng cay lắm. Cái này cũng cay cay mà thơm mà anh em nha. Ra đồng ăn uống anh em tâm sự đi chơi chứ.
ăn ở cay cay vô quá cái hút miếng mì trời cũng đã phải biết luôn. Rồi thôi để quay cận cảnh anh em xem mì gói em nấu có nó ngon không. Mì gói nấu hết công thức luôn nha, công thức là nước sôi với mì. Để đem cái chân này bỏ vào đây đi cho nó xịn, cho nó chịu sương chịu gió rồi với người ta trong cái trò nè. Em mới đem bình nước ra nữa nè, bình nước rồi bánh trái vậy nè, đậu phộng khuyết rồi đó, thuốc hút rồi đó, đem qua sẵn dự phòng sẵn. Cứ thể nhớ đây với mì nè, mấy cục nem nè sống sót nè. Rồi chứ bữa nay có cà phê nữa nè, ông ta cà phê đem ra tối uống không hấp chơi, lấy cái bình đó với hơi dơ đứt ly sáng về bị chữ. Rồi thôi làm cái mì cầm cự tới sáng nha anh em, giờ là mấy giờ không biết, được rồi 1 giờ rồi, 0:59 1 giờ rồi, cầm cự tới sáng đợi mấy con gà thôi. Chào thể anh em ha, đi đây thành quả em bữa đêm nay đây, hú này chết đầu heo rồi. Ủa còn ở đây sau đây là mấy con cò mấy con ơ rồi đó đây, còn đây bằng cỏ tủ lạnh nó bậy nó đây nghịch thì được như đây nha em ơi, nghịch được có mấy con 1, 2, 3, 4, 5 được có 5 con nghịch à, mà chết mẹ nó hết con nữa, con giò tới chết, con cục giò tới gỡ chết nè, con cục giò chết queo à đó. Thầy đây đang nhận nghịch, hú được đúng con 1 thua gà nè. Gà được vài ngoe, mấy anh em chắc hôm nay trúng gà dữ dội rồi. Em thì lấy gai tình tèn chứ thì ăn chầu bậy đó chứ. Nè con máy nè, đây bữa nay thì sao được cho cháu được trúng sơ nhiều anh em ơi. Nè cầm của gà trống cay. À, con này mới là con đặc biệt nè. Gà tháng 3 đây. Nè còn ảnh còn đen, anh chưa xuống lông nữa nè. Nè. Còn đen xì luôn nè. Gà hôm đấy em đánh là con gà đen nhưng mà nó không có mọng nghe anh em. Đây là con nào hụt mộng rồi chứ là sao, là tháng 8 mà đánh gà mộng nữa là trời xanh nè. Bắt con cúm nước nuôi của nó đem vô một cái phim đó. Con này sao nó xuống lông trễ không biết. Đây con nè, đó trống nè, được con gà đen nhìn đã cúm nước trâu. Ủa nãy giờ đếm mấy con không nhớ nữa. Đang con trống nữa nè, được bốn con trống này, thấy ấm hàng rồi. Có mấy con em bước lông cánh nữa nè, như con này em bước lông cánh nè, để như khi quay clip anh em nói rồi sao còn lồn nữa, đem mấy con gà bước lông cánh rồi đem theo tao chết luôn. Đấy được là lấy gà ở đâu cho bước lông cánh. Có ngày qua đang quay phim đó, mấy gà đâm nhìn sướng ha nè. Đó nè, tất cả mấy con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ủa 8 con hả, 2, 4, 6 8 con, nãy em tưởng là 7 con không à, được 8 con 4 trống 4 máy. Ê, chết mẹ không, con này tính ra con gà trống nè,
con này cũng vậy nữa nè, mà ảnh mới tuổi tuổi trẻ vị thành niên à. Đây đã gì đâu, cũng còn cái cây như con này, con này đấy cây ba con này với ba con này à, sao ký đi như cái này ký là như hai, như hai ký chim, hai ký cũng được tính chơi chơi thôi, hai ký được 5 xị đi, 6 xị như này, 6 xị chứ kia cũng được 7 xị hơn á nè, còn giá thực tế chắc có thể hơn á, tại vì mình căng đâu biết chính xác được cái ký nó nhiều đâu. Rồi đã gì đâu, còn mấy anh em được, mấy anh em ở cạnh Long An bữa nay chắc trúng đậm rồi, gà đi mạnh lên Long An thì năm nào cũng vậy, sướng. Ở dưới chim cò nó nhiều, nó bay về, nó bay về mấy con chim, nó bay về cái ổ đẻ của nó đó, hồi xưa đó, nó hồi xưa đó, dù nó đẻ thôi, nó lớn lên á, cái đầu nó bay đi, tới đợt nó bay đi xong tới năm của nó bay về à, cứ từng hoàng như hoài đó, nó bay về, bay về ở nước ngoài lạnh thấy mẹ sợ nổi, bắt đầu bay về tháng 3 là hết cái đầu tới đợt chi cư tháng 3 cái bay đi tiếp, đã bay đi, bay đi tiếp qua bay khơi cho mấy ông kia mấy ông bắt. Ở đây nè chó kìa, cũng ổn rồi em ơi, cũng tạm ổn, ngày hôm nay cũng tạm ổn. Cho anh em xem lưới nè, lưới văn nè, em văn ở đây thì em đánh cái máy này nè, cái máy này em giới thiệu cho anh em hoài nè, nè cái máy này nè, đó thì nó ra hai kênh, rồi em ghép vô hai tiếng, em tách kênh ra, rồi cũng như là em quýnh cái máy này cũng như là quýnh hai máy đó. Còn cái lưới bên đây thì em lấy lưới của anh Tâm ở Thanh Hóa, Lê Văn Tâm đó, số hỏi lại 0973 8 cái gì 0973 473 854 hay gì? Đúng rồi, lưới của ta đó, ông này ông ác đó, lưới thì dính chim thì đó anh em thấy rồi, nhưng mà sảy thì lưới thì không thể nào tránh khỏi việc sảy, nhưng mà nó hạn chế xíu. Đợt cái ngày qua đó anh em coi thì cứ thấy đó, dính ầm ầm đó, vô đang gỡ nữa đâm đằng kia lụm mày luôn, thì lưới anh em thấy ít xịu tùng à, xịu túi à, túi nó ngắn lắm chứ túi nó không có sâu, túi bình thường là túi là không có mặt này không bị lip mặt kia, nhưng mà dính vô á chim rất mới sâu nè, thấy không, hút em hết mẹ rồi, còn có 2-3 điếu thuốc kìa, bây giờ nó không cái đại, nhưng mà đại khái nó dính lắm á. Em giới thiệu anh em lấy lưới nhiều rồi mà gần như là chưa có ai phần nào vậy mà nói vụ lưới của ông Tâm mà sảy chim dữ quá hay là sao. Đây tấm này là tấm lưới 7.5 nghe anh em nè, 7.5 nè, anh em coi lưới này em buông siết tay nè, cái nè mà đéo chạy mặt, mà không chạy mặt hỏi chi cho nó chạy mặt, chạy bà nội dập lưới chứ, mà lưới mới chạy tí xíu cũng không sao, nó khô là hết à, mà có chạy mẹ đâu nè chẳng đau thấy con đĩ mẹ luôn, còn mà mình muốn cố tình mình bứt nó đứt á thì nó đứt à, còn không bình thường à. Lực của chim ở đâu khủng khiếp vậy, còn những có những cái mà lưới mới mà bị gách hay gì đó không, là đó là chuyện quá bình thường, tại vì vô chúng cái thế nó đạp á, nhưng mà gách nhiều quá là không được nghe, lâu á, nhưng mà xài lưới mới gần như là không có luôn á, chỉ có lưới mắc ngay cái mình kia bánh thôi, xài hai vụ rồi mới gách nè, tấm lưới bên đây á là hai vụ mới gánh, nhưng mà tấm lưới nó bắt cũng nhiều gà, hôm nay là tấm lưới nó lập công nhiều lắm á, em đánh hai tiếng một tiếng là bắt chim, đánh hai tiếng một tiếng là em bắt chim, còn một tiếng là một tiếng gọi chim, còn một tiếng kêu từ xa đi về,
là một tí em quay về hướng bắc, còn tí em quay về đây nè, đang cho khu này nó nhiều lưới, cho nên em muốn chim cái kia là mình đánh hai lo, mình quay quay lại mình để ý mình biết chim đó gớt hướng nào nhiều đó, là em thấy thấy cái lo đó nó ăn phải không, gọi giữ y đó. Em quay về hướng này, quay về hướng dưới đây nó nhiều lưới nè, nó bay vòng vòng cũng cha mày cho nó về đó. Tại gió trên đây nó lưới tấm lưới bờ trên đây nè, nó trên gió nên gió nhiều lắm, nó lùa hết trơn à. Dưới đây thì nó ít, dưới đây thì nó phức vô cây nè, nó ít gió hơn, nó đỏ rồi sầm sầm mới có lá thôi, dẹp máy ngày nào cũng khoe chứ không ai mua trơn, độ ế chảy nước luôn. Nó chạy chứ mấy âm thì em lấy về em bán hết trơn rồi, ế chảy nước luôn. Rồi giờ bây giờ dẹp đồ tình tan thôi, về thôi anh em ơi, về nghỉ ngơi đó, có coi để đi mua đài thêm nữa thì mua thêm dân thêm, tranh thủ bắt chứ được được có nhiêu đâu, được tháng này nữa xong mẹ rồi, nhớ năm ngoái thổ quắc rồi kia kỷ niệm. Rồi còn tấm lưới hồi bữa nè, tấm lưới hồi bữa em dân cái nè, tấm này cũng bắt mớ gà nè, còn tấm lưới này nè là bắt quắc nhiều nhất hơn tấm nào hết, tấm lưới này bắt sau cả ngàn con quắc gì. Rồi thôi thì clip này thì kết thúc đây, hẹn tạm biệt anh em ha, hẹn gặp lại anh em ở video ngày mai nha.